các anh chị mình sẽ xem trong vòng vài giây nữa. Vâng, và bây giờ là đã bắt đầu. Lâm Kế Mẫn đã hoàn thành, đã số nợ được 100 triệu đồng. Nếu trong vòng 30 giây nữa Lâm Kế Mẫn vượt qua hàng rào dây này với độ cao 400 mét so với mặt nước biển thì Lâm Kế Mẫn được số nợ 100 triệu đồng. Và Lâm Kế Mẫn bây giờ thì đang vượt qua những giây cuối cùng của thử thách. Bây giờ Lâm Kế Mẫn sẽ như thế nào đây? Sau khi thử thách nhảy một cái cây thông với độ cao 500 mét sâu mặt nước biển thì Lâm Kế Mẫn bây giờ rất là bối rối. Cu chim đã teo hết rồi. Nhảy thêm cái nữa hả? Lâm Kế Mẫn cảm giác bây giờ rất là phê rồi.